Ta si đề lê thì chén kính chào quý đạo hữu. Hôm nay chúng ta tiếp tục ngày 364, 365, làm rim 365 ngày thiền quán đường tu giác ngộ. Chúng ta bắt đầu. Quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Sang di cho đang cho khi cho đang là chàng chôm ba đô đang ni cam cho chi đang di di cho di phi cho nam khi đô la bên chinh chàng di chôm ba su sang di cho đang cho khi cho nam là chàng chôm ba đô đang ni cam cho chi đang di di sơ di phi sơ nam khi đô la phèn chín sang dơ chùm ba sơ. Nơi Phật Pháp và Tăng Đoàn tối cao, cho đến khi đạt đến giác ngộ, chúng con xin nguyện quy y Tam Bảo Phật Pháp và Tăng, nương nhờ công đức hành Bố Thí Ba La Mật và các hành khác, đệ tử xin nguyện đạt đến giác ngộ để cứu độ mọi chúng sanh. Làm rim. Làm rim là thuốc chữa lành bệnh điên đảo của tâm. Ngày 364. Bỏ bê không gìn giữ tâm mình thì không thể đóng cửa khổ đau, cũng không thể mở cánh cửa hạnh phúc. Là Mahayoga Rinpoche thuyết giảng. Tâm này giống như cái máy truy tìm nhiều kênh. Một kênh thấy toàn là vấn đề, bấm sang kênh khác thì lại thấy trống trơn, nhiều chương trình lắm lắm. Quan trọng là phải nhớ cảnh sống hiện tại ra sao. Điều tùy vào cái thân, cái thấy của mình, tùy mình đang bấm xem kênh nào. Hiểu được điều này rất tốt, nhờ đó sẽ hiểu rằng kênh tâm thức nào mình muốn cũng đều có trong lòng bàn tay. Muốn đời mình ra sao? Đầy vấn đề hay đầy niềm vui? Điều tùy một tay mình chọn lựa, luân hồi hay giải thoát, địa ngục hay niết bàn, mọi thứ đều tùy mình dùng cái tâm của mình ra sao. Mỗi ngày gặp bất cứ cảnh gì, hòa hợp hay bất hòa, vui hay khổ, đều do mình chọn kênh. Chúng ta có được sự tự do ngoài sức tưởng tượng, không chỉ vì bản tánh của tâm vốn thanh tịnh, theo nghĩa có tánh tịnh và tánh biết, tánh lìa phiền não, mà còn vì trong hiện tại chúng ta đặc biệt có được thân người toàn hảo. Nhờ đó hội đủ mọi cơ duyên để phát huy tâm mình, chúng ta có thể dứt lỗi sạch khổ, đạt niềm vui tối thượng của tâm tịch tình cõi niết bàn vô thượng. Duyên lành này chúng ta có đủ nhờ có được thân người toàn hảo này mà, và nhờ phát huy tâm và nhờ phát huy tâm theo trình tự đường tu giác ngộ, theo phương tiện quảng đại và trí tuệ thâm sâu, rồi chúng ta cũng sẽ có được khả năng đưa khắp chúng sanh thoát khỏi mọi khổ đau che chướng, đến với quả giác ngộ, hưởng niềm an lạc tối thượng. Đừng lãng phí đời mình. Đây là điều vô cùng quan trọng. Hãy nỗ lực dốc sức vào mục tiêu này, sao cho đến khi đứng trước thềm cửa tử, chúng ta không có gì để phải hối tiếc. Tóm lại, tâm như máy truyền hình, chọn kênh nào sẽ hiện ra cảnh ấy. Mọi sự đều tùy mình dùng cái tâm của mình ra sao, hoàn toàn nằm trong lòng tay của mình. Đừng lãng phí cơ hội đưa khắp chúng sanh đạt đến niết bàn.
ngày 365, hãy tự xét đó là cách học và giải quyết vấn đề nội tại của mình là ma dê xê trước giảng. Quý vị đã bỏ ra khá nhiều thời gian để ngồi đây với thầy, nghe thầy giải thích tổ Tsongkhapa nói gì về vấn đề của cá nhân mỗi người cũng như vấn đề căn bản chung của con người. Quý vị đã đọc và nghe cả mấy tháng rồi thì phải biết đến với kết luận cần để tâm mình hòa nhập vào với giáo pháp này. Nghe lời thầy nói, quý vị có thể nghĩ rằng đúng rồi, những gì thầy nói đều đúng. Nhưng hiểu biết lý thuyết suông với kinh nghiệm chứng ngộ khác xa. Quan trọng là khi nghe sư phụ nói, trí của quý vị hiểu được gì phải mang ra thí nghiệm xem có thật là như vậy hay không. Nếu không thì ngoài miệng cứ nói là buồn vui không tùy vào ngoại cảnh mà tùy vào cách suy diễn của vọng tưởng, nhưng trong tâm lại vẫn nghe theo lời của bản ngã, hiểu lời chứ không chứng nghĩa. Chúng ta không sống theo trí tuệ của mình. Muốn thâm nhập nguồn trí tuệ thâm sâu ấy thì phải lấy tâm mình ra để mà làm thí nghiệm. Đừng chỉ biết nói suông. Đây là lý do vì sao nhập thất rất quan trọng. Khoa học hiện đại tiến hành thí nghiệm với các hiện tượng bên ngoài, còn chúng ta thí nghiệm với cái tâm ở bên trong, quan sát sâu xa các hiện tượng tâm lý. Hiểu được gì thì phải biến sự hiểu này thành kinh nghiệm chứng ngộ. Đạt được kinh nghiệm và chứng ngộ của đề mục này rồi thì phải bước qua đề mục khác tiếp theo. Cứ thế tiến dần trên đường tu, không từng bước tiến tới thì có đi được đâu xa. Đừng chỉ biết lượm về mớ ngôn từ rộng tết, đạp hết hành vi của mình xuống đất, lượm được mớ ngôn từ nói về chuyện bay lên mặt trăng không có nghĩa là mình thật sự bay lên mặt trăng. Chỉ với lời nói suông thì sẽ mãi kẹt ở dưới đất. Tóm lại, nghe giảng xong rồi, bây giờ quan trọng là phải hòa tâm mình vào với chánh pháp. Hiểu biết lý thuyết suông không phải là kinh nghiệm chứng ngộ. Từng bước một, từng đề mục một phải vượt lên trên danh từ và khái niệm để đạt chứng ngộ. Hết. Hồi hướng. Chẳng chụp chèm vô rình bù chế mà phê mà nam phê dù chì phê pa nam pa mê pa giảng gồng nề gồng đù phê vô sô. Nguyện Bồ Đề tâm trân quý, nếu chưa được phát sinh thì được phát sinh và tăng trưởng, nếu đã được phát sinh thì không suy giảm và mãi mãi luôn tăng trưởng. Càng đi đề về cô về chinh càng đi bên đăng đề qua mà lưu yung ghi nì chê đề dì quang tế dình già sơ dì dếp bà chi thà bà đù trên dù xì. Trên mặt đất được vây quanh bởi núi tuyết, Ngài là nguồn mọi phúc lợi và an lạc không ngoại lệ. Đấng đại lực quang Thế Âm Tê Dinh Già Sô, xin Ngài trụ thế cho đến khi cõi ta bà chấm dứt. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật Đạo. Tây Si Đề Lê, kính chào quý đạo hữu. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành phần đọc của 365 ngày thiền quán đường tu giác ngộ ở trong năm 2023 này. Kính chúc quý đạo hữu thân tâm luôn an lạc, tu hành tinh tấn, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và công việc hàng ngày luôn thuận tiện để thuận duyên cho đường tu giác ngộ giải thoát. Năm 2023 này chúng ta đã hoàn thành xong cái phần đọc 365 ngày làm rim thiền quán đường tu giác ngộ. Tuy vậy
chúng ta nếu có thời gian, cứ ngay chính bản thân đi chen cũng vậy, cũng phải nên nghe đi nghe lại và từng đề mục và thực hành để cho mình mỗi lần nghe, mỗi lần có một cái hiểu sâu hơn, mỗi lần thực hành sâu hơn. Điều đó rất là tốt cho cái đường tu giác ngộ giải thoát của chúng ta. Bây giờ ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm 2023. Qua năm 2024, Đi Chen sẽ đọc những cái đề mục khác. Đi Chen kính chúc quý đạo hữu một năm mới 2024, tất cả mọi việc đều được suôn sẻ và thuận duyên. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Om Mani Padme Hum, Om 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 Mani Padme Hum, Om 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 Mani Padme Hum, Om Om Mani Padme Hum, Om Om Mani Padme Hum, Om Om Mani Padme Hum.